Chỉ cần bạn đặt cái tâm của mình vào đó và cảm thấy là mình phải yêu nó, hãy yêu nó để mà làm việc với nó, chứ đừng có làm với nó vì vì đồng tiền hay là vì mình phải làm như vậy, mà phải yêu nó trước đã, phải yêu cái nghề của mình trước đã thì mình mới làm tốt được. Bạn mình là Lâm Á Hân và ngày hôm nay Hân rất hân hạnh được làm khách mời trong chương trình Nghề Tay Trái của Gian. Và bây giờ thì Hân đang ở trường Tôm Hùm Vàng của Hân và đây là cơ sở quận 9, thì bây giờ mời các bạn vào trong cùng với Hân để tham quan nha. Hiện tại thì cơ sở quận 9 của Hân đang có 4 lớp, nghĩa là lớp từ lớp bé nhất cho tới lớp lớn nhất, và tất cả các cơ sở còn lại nó còn có lớp các lớp song ngữ nữa. Ngày hôm nay thì Hân đang đứng ở lớp thứ 2 cho các bé từ độ tuổi từ 3 đến 4. Hiện tại thì ở cơ sở quận 9 đang có 4 lớp và ở đây là trên tầng trên, thì ở trên tầng trên sẽ có bao gồm bếp, phòng của hiệu trưởng, lớp băng bi là lớp mình vừa mới quay ở dưới, và các bé lớn độ tuổi từ 5 đến 6 tuổi. Đây là lớp Mickey cho các bé độ tuổi từ 3 đến 4 tuổi. Thì bây giờ mình sẽ vào tham quan lớp xem các bé đang học như thế nào nha. Và hiện tại thì Hân đang ở khu vực sảnh của trường, thì sảnh thì sẽ có bộ phận tiếp nhận học sinh với nhà tiếp phụ huynh, thì ở đây là các bé từ độ tuổi từ 19 tháng đổ lại, và ở sảnh thì sẽ có những cái trò chơi của các bé, đồ chơi xe rồi cầu vồng để đáp ứng những cái sinh hoạt ngoài trời cho các bé luôn. Training bản thân mình xem rồi mình có phù hợp với cái môi trường này hay không. Thời gian đầu thì chắc chắn là mình sẽ không, mình cảm thấy bị ngột lắm, không có phù hợp đâu. Nhưng mà khoảng thời gian, khoảng một năm hơn thì cứ nói động viên bản thân là mình phải cố gắng hơn nghe người của gia đình mà. Cho nên là đã duy trì được và bắt đầu chấp nhận với mẹ sẽ kết quả. Theo kinh nghiệm của bản thân thì bất cứ công việc gì, chỉ cần bạn đặt cái tâm của mình vào đó và cảm thấy là mình phải yêu nó, hãy yêu nó để mà làm việc với nó,
chứ đừng có làm với nó vì vì đồng tiền hay là vì mình phải làm như vậy. Mà phải yêu nó trước đã, phải yêu cái nghề của mình trước đã thì mình mới làm tốt cái việc.